Hello, xin chào đẹp nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho đẹp xem một con gà build độc lạ nhưng mạnh nha đẹp, mạnh nha. Rồi thì cái con gà này cũng khá là cũ rồi. Hàm này anh em nhìn cái hàm này từ giá 300 gà trở lên chứ vừa gì. Ở server 1000 chắc 491 quả cát. Thì đạp được 2.852k nè. Cái đó là số tiền nạp thôi, còn cái số VIP thì cái đó tính bên bên kia hay sao á, mình không biết. À, đây coi tôi tính 2 triệu a nạp thêm 2.6 triệu nữa, có nghĩa là làm nhiệm vụ tiếp rồi nó tính chung luôn anh em ơi. Điểm danh ôi mình tính đâu 300 ngày, ngờ có 200 ngày thôi, em tính cái ngạc này nạp ít mà chơi hàm này cũng ghê đó. Ok thì bây giờ mình sẽ đi vô tới phần main main nha. Ê, có cái sự kiện gì lạ đã kìa, từ từ vô anh em, từ từ vô nha. Sự kiện này gì đây? À đù con tướng quần què gì ra nữa rồi. Trời ơi, con này gì nữa đây? Ơi. Trời ơi, cái này là nó có cái ấy nữa rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ vô cái phần đồ giám mình coi con tướng nó luôn nha trước khi mình ấy. Thôi cái này để qua bên hội võ thiên hạ đi anh em ơi. Thiệt, để vô hội võ thiên hạ coi ha. Vô tay con càng này trước đi, hội võ thiên hạ anh em mình chơi sau. Rồi đây là con men tôn ghen thức tỉnh 7 sao thần binh cộng ngâm lâm với hạng đỏ, hai món đỏ hai món kim, bảo vật kim ngựa thiên nguyệt bông lôi, danh tướng cao tiệm, chiến pháp đang xài là sáo biến với lại khiêu khích. Tiếp theo là con trương phi thức tỉnh 5 sao rồi, được hai cái bảo vật kim anh em, danh tướng cao tiệm luôn, đam chính đi. Đam chính 10 triệu công, tốc độ 150, thần binh cộng 88, set kim bảo vật cá lẩu một cái là kim. Thì ghê chưa, một cái bao vật lẩu luôn, âm phù kính con này hơi vội. Ngựa thì mới ô văn thôi, danh tướng kinh kha, chiến pháp đang xài khí định nổ quả, và cái cuối cùng là cường công. Cái tem này có con nào chết đâu mà không xài cái nổ quả, nó phí dữ rồi ta. Thôi xài thằng tóc nó ngon hơn, thôi khai dương sướng hơn đúng không? Thì anh em phải hiểu được là cái nổ quả nó sẽ như thế nào. Ông nội anh em chơi cái nổ quả thì anh em đọc đi. Với mỗi tướng phe ta tử vong, bản thân tăng 1% sát thương, đúng không? Chỉ có 1% sát thương thôi anh em, mình phải tử vong nữa, mà vấn đề nằm ở chỗ ổng build hay chỗ mà là con kia này nó không chết nè, con phi này nó không chết nữa nè, cho nên là cái nội quả này không không tính luôn. Còn nếu mà solo với Đổng Nguyên thì chỉ có lượt một anh em, không lượt không được tới lượt thứ hai nữa. Rồi ok, nếu có đúng hay sai thì một chút xíu vô VK thì anh em mình biết liền luôn. Nếu mà nó đúng á thì lát mình sửa lại, còn sai thì mình để gì là đúng cũng được. Nếu bên kia có miếng ngự, nói chung 200 ngày này thấy sư từ đờn cũng chưa có thấy ngự nhiều lắm, cũng thấy mà ít. Nương thần kế cũng được, vô giải với lại khai dương cũng được nè, mà không hợp lắm với thái sư từ thôi, nếu mà chỉ kích nó đâu cần nộ đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phần sổ tướng ha. Sổ tướng của thái sư từ này nó là gần như là full 5 sổ ha, còn ngự giáp này thì không cần cũng không sao. Rồi sổ tướng của nhân vật này y hình như thiếu thiếu một bên luôn á, thiếu một bên. À chưa có lên cái hàm mà cuối cùng hàm chủ tướng này. Rồi tiếp theo luôn, mình sẽ đi qua bên cái phần tẩy liền của em đó nha. Tẩy liền của thái sư tử thì sẽ như thế nào đây? Kháng thục, phá thục, khắc bê, rồi công luôn, giặc phòng bbb, pháp phòng luôn, rồi giặc phòng pháp phòng bbb luôn. Rồi BBB phó thuộc luôn. Rồi tẩy thì nói chung có dòng game mà chưa ngon anh em, chưa thấy những cái dòng ngon. Bạo kích, bút sát thương, công, tăng sức thiêu đốt được, hợp lý anh em. Tới sư tử là nó là thiêu đốt mà, nó dạng thiêu đốt mà, cũng được, không sai lắm. Rồi này né tránh, bút sát thương, giảm sát thương thiêu đốt. Phải nói giảm sát thương thiêu đốt nó hơi cùi chút xíu nha. Mình có thể đổi qua những cái dòng mới nè, mà mấy dòng mới này cũng không ngon luôn. Được giờ bút sát thương ổn ổn thôi, giữ luôn cho rồi, mới cũng có 50 viên đá. Rồi mình qua thằng giỏ nha. Thằng giỏ thì đang có là phong thiên ấn, là xạ cung nhật xạ gì xạ nhật cung, rồi túi càn khôn, chỉ thiên kiếm, phong thiên kiếm, ô lộn, phong thiên ấn, rồi chỉ thiên kiếm dư ngoài nữa, nhưng chỉ được cái túi càn khôn mát thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên thẻ biến hình. Thẻ biến hình của anh em mình là nói chung là, anh em đợi một chút nha. Thẻ biến hình của con nhân vật này thì đang có Tào Tháo, có thằng Quá không? Dễ gì có được anh em. Bây giờ mình qua lọc mình đếm nha. 1, 2, 3, 8, 8 dưới 4 là 12,
Rồi 12 là 5, 10, 13 cái cam và 12 cái đỏ, một cái kim. Đó, cũng được. Được thôi anh em, hơi yếu đầy. Thấy không? Ông bung rồi cho nên những cái cẩm nang này, quýt quýt này là ông đã bung rồi. Ông này sẽ hối hận về sau. Rồi quyết chiến rồi. Nói chung ai muốn mạnh đó, chơi game này là vậy anh em. Nói chung là ai muốn mạnh đó, thì bung sớm. Thời đù có sát sát chịu đấu luôn cũng ghê chứ. Cuộc cũng nhân tình này. Cho có lãng dạ cự diệu luôn hả? Phải cái nồi, cái này là khá khá mạnh luôn. Ông có hai cái mệnh tinh khá là hot hiện tại là ông có hết rồi ha, ghê. Nói chung là cái đó là giảm đam gián tiếp cho mấy con hỗ trợ nó xài nè. Chứ mà mấy con tăng thì nó xài cái ngọc ấn trong đá vẫn ok hơn. Này nó lấy cái ngự giáp dư để nó đổi qua cái hiệp lực. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra phần tướng nha. Trước khi cho phần tướng em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình vậy nè. Cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ mình sẽ vô tới phần tướng này. Có Đổng Nguyên luôn, Giang Ương, Tôn Cơ, Quan Vũ Hán. Rồi thêm cái con Vương Cổ Phi Thăng 1 luôn. Chỗ Thánh Đại Đao ông lấy cái gì mà dữ không biết rồi, dạng trượng sơ hiệu cơ tùm lum nữa kìa. Mạnh tướng của chúng ta thì có Lý Tú một trăm mấy, Lục Châu nói chung là cũng khá là nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ hai trăm mấy ngày này có hên tới cái nỗi mà có thằng thú không nè. Có cái gì? What the fuck? Không phải không có thú không anh em, mà có cả con công an 5 sao à. Ảo thật đấy. Ảo thiệt đấy anh em. Vậy là con ngạc này đầu tư sao? Kinh vậy? Vãi cả nồi. 5 sao luôn mới ác đó chứ. Tôi tưởng nó ông chỉ là một con công an bình thường 3 sao thôi, mà vấn đề nằm ở chỗ là 5 sao luôn mới ghê. Tính ra whip 7 này hơi ảo nha. Hơi ảo, nhưng mà gọi là whip thì không có cái whip lắm, nhưng mà hơi ảo. Hơi ảo ở mặt thằng thú. Rồi chẳng pháp ông tới bắt đầu trận rồi anh em. 15 15 và túi đồ nha, chắc chắn với mấy ông là lẩu giờ ông tích thì giỏi lắm vài chục ngàn không đủ đâu, vài chục ngàn không tới nữa chứ, vài ngàn nữa chứ, ông mới bung đâu đây hay gì ạ. À, mình nghĩ là mới bung đâu đây anh em, 200 ngày này làm sao whip 7 thì mình nạp nhiều được, đầu tư bung nhiều được. Đi kiểm tra gương là biết liền à, khỏi phải suy nghĩ đâu anh em ơi. Đi kiểm tra gương nào, đi kiểm tra gương thấy không? Có 2.000 thôi nè, vậy là tôi bung cái mùa trước. Bung của mùa trước nữa. Phải nồi. Ảo ma Canada thì rồi, cuối cùng mình sẽ đi qua phần đá và ngọc luôn. Hấp tinh ngân xương, không có viên đá công nào hết trơn. Hấp tinh ngân xương, đá công có viên vô quý nè. Rồi, được viên trùy tâm. Viên T có cho con men luôn, nhưng có tác dụng đâu, chi hồn luôn nè. Phải là combo đá trì tâm chi hồn luôn ghê. Trương Phi xài bản nguyên trắng hải đâu nè. Tối tinh này là khi tấn công, nếu tỷ lệ HP của mục tiêu thấp hơn tỷ lệ ngự giáp, chỉ 48% sát thương trực tiếp. Ghi ra phần sát thương tối giáp, sát thương này chỉ có hiệu lực đối với ngự giáp, không được cộng thêm và giảm sát thương trực tiếp và gián tiếp. Mục tiêu chỉ định 52% sát thương, chỉ có 52%. Cái phần trăm bên này anh em đừng có nghĩ là 50% là một nửa máu hay một nửa ngự giáp, 52% bên này nó cứ ảo ảo rồi sao á. Cho nên phần trăm bên này nhiều khi là mình không biết nhiêu là nhiêu á, tính không được. Nó hàng ngàn phần trăm chứ không phải nó chỉ có 100% là mặc định, phải chi nó có 100% là mặc định thì dễ. Ok thì con ngạc này nó đang hạng 7 anh em ơi. Mình sẽ quýnh xương xương nhưng mà thằng luôn, quýnh hết, thằng nào cũng dứt hết nha. Rồi võ thanh hán nó vô, tôi thấy võ thanh hán là có khí định luôn nha. Để nó coi có chịu nổi không, cái bộ gió này chịu nổi hay không, cái vấn đề quan trọng là phi thăng không giờ này mấy ông còn đam mê phi thăng không nữa tự nè. Phi thăng không quýnh đi, phi thăng không nè, nó hồi sinh thì cũng đứng lên nhìn chứ làm gì được 5 sao được giống như ngày này, khó lắm mà ngang. Khi đang không chém có mất máu đâu em. Ừ cũng ghê đó chứ, kênh đấy. Nhưng cầu mang 3 sao nó khác biệt lắm ông nội mẹ ơi. Rồi vậy là mình để cái chi kích vô nó không có tác dụng luôn nè. Ông kia cũng để nộ quả vô không có tác dụng, gặp mình để cái chi kích vô cũng không có tác dụng gì luôn. Hai cái không có ngon lành gì chứ.
Rồi ông này bị 4 tử thượng, niết bàn 5. Có cả thiên hợp, giả năm phong, giảm cái gì, quýnh tăng thêm sát thương gián tiếp nữa. Trời ơi, nhưng không có khí định thần nhàn. Không có khí định thần nhàn là đồng nghĩa với cái chuyện là team của chúng ta bị đánh tan, tan tanh bằng tét bẹ hết trơn. Rồi đam chính nó mới rớt xuống. Mình thấy cái bản Việt nó ổng cái chỗ này nè, thì cái tỷ lệ mà gọi là cái tỷ lệ kích hoạt cái diện trợ ngọc á, trời ơi nó dễ. Nó anh em thấy không, cái diện hộ, nó diện hộ auto luôn. Ủa alo, nó không chọn Trương Phi mà nó chọn Thái Sư Từ. Phải rồi, nó không chọn Trương Phi rồi. Khoan anh em, để tôi nhắn tin cho ông cái. Tôi đang vui, đợi tôi xíu. Phải cả nồi ạ. Ông nội này ổng còn còn tắt cái chức năng gọi là nhắn tin với người lạ nữa. Gặp mấy ông này thiệt chứ, tôi gặp mấy ông này tôi cảm giác nó sao sao á. Đã mấy ổng gửi admin có nhiều ông vô kêu mình cày ải đâu này nọ các kiểu nha, gửi mình kỳ ải đâu cả buổi trời, đâu phải bảy buổi trời, cả tuần lễ á. Cái xong cái mình nhắn tin, cái mình nhắn tin không ghép không gì chứ, đâu có nhắn được đâu mà ghép. Ổng không gửi kết bạn luôn, rồi bạn chưa thể gọi nhà gì, bạn chưa thể gửi tin nhắn đến người này vì người này chặn không nhắn tin với người lạ, không tin nhắn với, không nhận tin nhắn của người lạ đó, rảnh gì đó. Xong cái vài bữa sau cái IP mình la làng, cho ông cái búa chứ la làng. Rồi tôi không biết thắng hay thua luôn. Để khi nhắn tin hỏi thì không không được, mà tới hồi mà ấy khi nào xong đi rồi người ta tính. Ví dụ mình cũng muốn nhắn tin trước mà nhắn tin trước không có được. Thái Sư Từ là lâu lâu có ông Bill cũng dị dị cũng mạnh lên đi. Võ Thánh Một sao đây? Võ Thánh Một cũng mạnh đó chứ. Rồi chưa, chính đã chưa? Ý là có Hán Vũ nha mấy ông. Bên này xài danh tướng là gọi là danh tướng tím thôi, bên kia xài Hán Vũ luôn mà chịu không nổi. Chém không có đủ đam á chứ, gặp Võ Thánh Ba đã lướt chứ hai phát là lật xe rồi. Làm sao đỡ được? Đỡ làm sao được? Làm gì mà đỡ được? Rồi thì con ngày hiện tại là BK top dưới là người dường như là đã win dầm dầm áp đảo. Bắt đầu mình sẽ lên top 6 rồi. Nãy chưa gặp Nguyên nào ha. Rồi đây luôn Nguyên build 5. Thử mấy cái kèo Nguyên build 5 gián tiếp được các kiểu, coi nó khác biệt gì không. Trời nó đợn cái muốn gần đi hết trơn. Chịu văn gì đây? Ồ, chịu văn vô quánh đúng cái vậy hả? No. Vậy hả? Chịu văn ít chứ phải quánh lia lịa lên chứ, quánh cái một sao chơi. Hồi nãy giờ nói chung là cái nộ quả với lại cái thằng tóc cũng không thấy cái nào có tác dụng nhiều. Này chắc thôi đấy, để khai dương như hợp lý hơn. Rồi ông này ông gì đây mà quánh không mất máu chứ gì trời. Rồi Tôn Kiên quýnh thọ thương luôn mà. Một máu con quýnh không qua nổi cái viên đá ngăn xương luôn mà. Ok con Phi quýnh còn thọ thương lên thọ thương xuống kìa. Hành hạ này mệt thì ông quýnh dây không mất máu luôn rồi. Top 6 hơi có hiểu nha. À, hổ gồng rồi nằm ở trên anh em, chứ không nằm dưới đâu. Đây rồi, đây mới là whip rồi. Thôi mình nghĩ chắc quýt không lợi mấy kèo này đâu. Hơi chua. Mấy kèo nguyên chuẩn mà sát thương gián tiếp quýt mấy cái đó nó quýt lê lử rồi chứ. Trời ơi mấy ông này ông chơi là không có cái luôn mà. Nói chung thấy sư từ này khá lực ha. Bốn bên em bung lỗ sớm không lực nữa thôi. Bung lỗ sớm mà không lực nữa thì cái gì mới lực. Nói chung tầm này mấy ông Bill lấy cái bao vật lẩu rồi mấy ông mạnh dường như gấp 3 lần mấy ông kia. Cái bao vật lẩu nó mạnh khủng khiếp lắm. Xét kia mang nhậu gì,
Sẽ kêu món ăn thua. Một con bông lôi xuất hiện. Vấn đề nằm chỗ con Quy nó có lực hay không nè. Ơi con Quy này ok rồi đó. Quy này thấy gián tiếp là thấy ghê đó. Vô thấy quýnh người thấy ghê đó. Quy này trâu mạnh chứ. Rồi giờ này cái nổ quả mới có phát huy tác dụng rồi mấy. Đúng là quýnh để dành cái nổ quả để dành quýnh với mấy ông trên nha. Này đờn chắc đã luôn. Thấy sẽ từ nó đờn là cấm ưu tiên nha. Đừng có giỡn. Ok. Trời má ơi. Nhưng cái tầm này nó quýnh chỉ có le lử thôi. Ô nữ cây. Ừ phong án luôn. Đúng rồi đẹp. Qua wow, đã luôn chứ. Ô nó được ưu tiên anh em. Tưởng nó không được ưu tiên chứ. Kinh nha. Mày. Ôi ôi nó được ưu tiên cái nữa kìa. Ba cái được ưu tiên cái chắc chết luôn quá. Chưa. No mày. Mày no mày ơi. Mày no rồi. Rồi xong con đống quy nó đi rồi. Nhưng ngán mấy kèo này lắm anh em ơi, sao chịu nổi với nó. Trời ơi, nó gián tiếp chết con Tùng Kiền luôn mà. Kinh dị. Nó xài, nó bỏ cái viên đá kia là coi như là mình không làm gì được nó luôn. À, nó có viên chắn hải nó ác nè. Anh em thấy không, nó có viên chắn hải nữa nè. Trời ơi, nó có cái gì mà nó hồi ngự ta. Ờ, à, nó thọ thương là nó có ngự. Thọ thương nó sẽ tăng miếng ngự thì phải hay là cái gì đó. Thì mình chưa biết nữa. Hình như nó trong trong đợt rồi đợt này nó cũng đâu có viên đá nào mới đâu ta. Mình tin hà hèn chi cái ngọc ấn trong đá nè, bảo sao thì khi đấm với nó sẽ tăng miếng ngự đó, thì để dễ cho thích sư tử nó mà lem. Nhưng thấy từ phi tăng một sao chịu nổi với động quyền 6 thì động quyền 5 thôi không cần 6 tôi thấy từ cũng chết mà. Vấn đề nằm chỗ động quyền nó phải nghiêm chuẩn đó. Phải ok con dê mới được. Đá đấm rồi phải ngon. Đợt nó đợi phát 4 thằng. Mấy ông này thích chơi tương quán, tương quán ha. Ở đây mấy ông thấy tương quán hơi nhiều. Chán đi thấy tự cái là nó phải lệ thuộc vô cái vụ ngữ giáp giảm quá. Chứ không thôi cũng đâu đến đổi. Những thằng như võ thánh phá mệnh giờ meta bây giờ là em thấy không, cứ nói chung là nó muốn hành động là nó hành động mà không cần ai cho phép chứ. Còn thấy sư tử này nó phải là ngự giáp bên kia nó giảm nó cho phép nó quánh tiếp, không thôi nó quánh cái với con chi con ô văn nữa là xong, thiên ô văn nữa là hết, mất lợi con nhiều đó. Nhưng cái kèo này thì sao đây, kèo này tại bi 8 cho nên là động nguyên nó đam hay lực. Vậy thì rồi chị mới dính cái kia thôi chứ nó cũng chẳng có ấy gì nữa. Đụng thấy từ chỉ có xác định chết. Đợn nó đi. Đúng rồi, đợn tiếp. Đúng rồi, cũng như không. Hình nó không thọ thương, nó thương là mệt nữa. Rồi thọ thương rồi kìa. Ai mượn không? Cho thọ thương thêm lần nữa. Thọ thương nó hiếm hơi mà nó cho thêm lần nữa. Tao dù nó đần chết cũng vô lôi luôn kìa anh em. Chúng ta thấy từ cũng được quá chứ. Này quýnh tấp trên vậy thôi chứ còn gì nữa nè. Khi quân tấp dưới nãy giờ bỏ túi lâu. Nói chung là võ thánh 3 mà đụng nguyên còn phải la mà huống gì thấy sư tử phía thân 1. Chưa nghe, chưa biết chuyện gì xảy ra. Tao quên luôn cái tao giỡn mặt lật kèo lụm luôn nha. Giỡn hoài. Tấp 3 thì sao đây, lụm luôn.
mấy ông này đều lực chiến quá ha, có ông top 2 với ông top 1 hơi ao ao xíu rồi đóng win nữa. Sao BK toàn đóng win không chứ biết. Nói chung là kèo dưới anh em chịu khi mấy ông kia đá đấm rồi yếu rồi này nọ thôi, ngựa chưa đủ thôi. Chứ mà lên tới cái mức độ mà gọi là ngựa đỏ rồi xác định win không lợi đâu. Con thiên ô văn á, mà nó xuất hiện rồi là tem sái sư tử là hơi mệt. Rồi gặp thêm ông nội này phá mệnh nhưng mà còn thêm lục châu nữa. Ông gõ một cái một chắc đi rồi. Chưa chắc nha, chưa chắc nha. Có con men năm sao nha anh em, tôi biết thế nào ông nước phát cũng đi. Đợi cái nữa, giờ nó gõ một cái là xác định chết rồi đó. Nhưng mà chi kích nhận lục châu không, chi kích nhận lục châu đi rồi xong. Ủa phá mệnh hai sao nó điên cái gì, nó quýnh hoài anh em, nó quýnh chết con tôn kiên luôn ảo à. Ủa phá mệnh hai chứ là cái gì muốn chết tôn kiên à. Tôi nhớ phá mệnh hai gián tiếp thì gián tiếp chứ gián gì mà gián vô tới con tôn kiên luôn ta, hay thiệt. Còn lại cái thấy hơi nó hơi sai sai cái gì đó rồi à, kết nghĩa trời ơi hèn chi. Chứ đúng ra thì cũng mạnh lắm ấy chứ. Ông này cũng câu may 5 sao vừa gì. Tốn mất hết hai slot của người ta, tốn mất hết mấy slot hồi sinh của người ta. Ok mình thử cái kèo này nha, mình coi thấy sư tử nó có đờn được không nha. Hình như mới hai là nó chưa tạo ngự nè. Lục châu kia có hai à. Mình thử nha. À, cái nội quả thì chắc không cần đâu, thần tốc thì nên giữ đó nè. Mình nghĩ sao hỏi nghĩ sao mà chết hết con tung kiên luôn ảo ma thì chứ, thôi gắn cái gì đó vô cho nó đỡ miếng đam đi. Rồi, gắn luôn cái tỷ lệ bạo kích 20% này vô luôn đợn cho nó đau. Thế gian độc, thế gian độc làm lại cái cây chết chết mình thôi, báo thì tôn kia cũng chết nữa, tốn công an rồi hết báo rồi ngang. Chứ tôi nói sao giải thánh hôm nay có vụ phá mệnh hai mà có vụ quýnh gián tiếp quýnh xuyên qua là cái con tôn kiên chứ, ai ngờ đâu nội chương báo. Dạng toàn trung hiếu trời ơi đam. Dạng toàn trung hiếu dạng nè luôn á chứ. Đợi coi còn cái lần hồi sinh nữa anh em, chắc chắn cái này đợi auto nè. Ủa đâu, ủa hết rồi anh em, phải rồi quá chắc hết rồi quá. Sao con vô thánh đi lực thế, khoan nha, tức quá. Tôi phải làm sao cho nó chi kích cái coi có khả năng chi kích đó chứ, phải làm sao chi kích cái nhìn cho nó phê phê cái coi. À, để nhẹ xuống đây cái coi tốc độ giảm không, giảm nhiều không. Giảm 4 chấm kệ đi, thà là 4 chấm còn hơn, đỡ còn đỡ hơn bị chém chết rồi nè. Vô lại thà giảm tốc độ 4 chấm còn hơn bị người ta đấm vỡ mồm. Chắc chắn là lượt một lượt chết rồi đó. Cái này phải tốc độ hơn ngon ha, tốc độ hơi thua, tốc độ hơi thua chút xíu, tốc độ mà hơn cái là ngon quá ngon luôn chứ. Một cước nè trời, nó tới 17 nộ rồi mấy ông ơi, ship đâu cũng vậy à. Nó lại chém nữa nè. Trung hiếu dạng toàn là mày phải quýnh thường chứ. Đúng rồi, ai cho mày chém nữa hả? Thôi anh em vậy là hết chịu, chịu hết đổi rồi. Nó quá nhiều nộ, nó chém nhiều cái quá, nó quá quá chịu nộ cho nên chịu không nổi đó. Nó quá mạnh, ào quá trời lực chiến chịu không nổi. Thôi mình ship lại như cũ, mình trả cho quạt nha. Mình ship lại là đầu tiên là mình sẽ ship lại cái nội quả, ai biết có tác dụng gì hay không, nhưng mà vẫn giữ cũ cho anh ta.
rồi gắn lại cái kết nghĩa cho ông cái nữa. Ok, thế là xong. Quá đà kết nghĩa người cẩm nang ghép đồ này nọ rồi các kiểu ha. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.